Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ ba mình ở London, một ngày nắng rất là tuyệt vời. Rất hiếm khi mà ở London được trời nắng vậy. Kể là sáng giờ phải ở nhà nghỉ bởi vì ngày hôm qua đi rất là nhiều rồi. Và hiện tại là đang là 4 giờ chiều ở London. Và mình đang ở cái khu gọi là cái khu nông trại. Và bây giờ các bạn xem tham quan cái khu nông trại của ở bên London nhé. Để chúng ta cùng nhau đi hái bí ngô rất là nhiều thứ. Và có cái chỗ mà tự căng ký rồi tự trả tiền luôn. Bây giờ các bạn xem qua ha. Các bạn thấy rất là nhiều người, xe cộ rất là đông. Xe cộ rất là đông để mọi người mọi người rất là đông để người nước ngoài này. Người Anh này họ tới cái nông trại này, một cái nông trại rất là rộng mênh mông. Để cái nông trại du lịch đó các bạn, nông trại du lịch đó. Mọi người tới để tự hái trái cây, tự xem rồi này kia. Bambi đâu mất tiêu rồi nhỉ? Bambi đi và mọi người đang căng ký nè. Các bạn ơi, cái trái bí ngô rất là hay. Mọi người vô hái trái này, bây giờ là xếp hàng căng ký này đó. Cái cô này căng ký này rất là đẹp, rất nhiều trái cây rất là hay. Bây giờ mình đi sâu vào trong nông trại để cho các bạn thấy ha. Rất là thú vị, có nhiều bé. Các bé này nhiều trái bí ngô đẹp quá các bạn thấy không, có nhiều bé rất ngồi quay. Và bây giờ mình đi sâu vào nông trại, nó có rất là nhiều nông trại. Như các bạn thấy nó có cái bảng đó là đậu Pháp. Đậu Pháp rất là nhiều, các bé đang thực hiện hái nè. Các loại đậu nè. Cái này các bạn thấy chữ để là đậu Pháp nè. Rất nhiều bé đang hái ở xa này, thấy nè. Giờ mình đi vào cái khu khác. Rất là nhiều em bé người Anh đây. Các bạn bé đẹp không? Rất đẹp. Và bây giờ mình đang cái khu bí ngô quá là nhiều. Quá nhiều bí ngô. Vô cùng thú vị. Tha hồ mà hái bí ngô. Cái nào bí ngô bên này là bắp này các bạn ạ. Bắp này. Mỗi đứa bán Anh mỗi người một cái trái bí ngô. Hái về. Ngô đâu nhiều thế này nhỉ? Trồng trái ở đâu? Sao lại hái sẵn hay nhỉ? Ok. Quá nhiều đi. Yeah, no, they've been cut though. You wanted to cut one. Quá nhiều. Quá nhiều bí ngô đi. Should we go down over there? Như mọi người hái quá đi. Rất là tuyệt vời. Cái khung cảnh buổi chiều vừa nắng lạnh, cái này nó đang 10 độ các bạn ơi. Come on B, let's go look for the pumpkins. So you want a nice shape, like a nice round shape. We can look any pumpkin anywhere. Yes, my darling. I like this. But it's got no stalk. But it's got a bruise. This is blue, yes. Oh no. Wow. What about? Have a corn here. The corn, that's the corn there. But what I have here? I don't know. Rất là lạ các bạn. Thì hồi nãy ở trên cái cánh đồng mà chúng ta đi. Hồi nãy mà trên đường chúng ta ra thì mình qua một cái khu gọi là cái khu rất là đặc biệt.
cái khu đó là cái làng dành cho cầu thủ ở. À, nhà cửa rất là rộng, rộng mông lung. Ô các bạn thấy cái gì? Nó có cái dây nè. À, mọi người họ đã cắt sẵn rồi. You like that one? What about this one? No? Okay. Let's yes. Keep... You do? Yes. Okay. Well, let's keep looking because there may be a better one. Well, we'll leave. What, you want me to carry it the whole way around? I think we should look all around. No, we shouldn't pick the first one. We should work around and see all the pumpkin. Có nhiều cái cây này, à, các bạn thấy cái này là những cái em bé người Anh, à, họ đang đi lựa, à, và họ căng ký, à, có những cái cây ngủ quá. Hồi nãy mình vào, mình đi ngang một cái nơi nó rất là rộng, và các cái cầu thủ, nơi các cái cầu thủ, à, ở cái làng của cầu thủ ở, ồ, nhà cửa họ bự và họ rộng, xe cổ họ rất là nhiều. Cái khung cảnh, những cái khung cảnh người ta gọi là cái này gọi là cánh đồng bí ngô các bạn ơi. Người ta gọi là cánh đồng bí ngô. Bên kia là cánh đồng bắp. Mà mùa này là mùa bí ngô nên mọi người thích. What about that one? Oh. Do you like that one? Yes. We can clean off the mud here. Yes. We can give it a bath when we get home. But that's a nice round one. Yeah? I think that's a good one. I think it's a good one. Yeah? Okay. Well, we'll keep that safe there. How many do we get? Three or four or five? Three or four. Đó là nhiều thứ đi. Cánh đồng bí ngô, gọi là cánh đồng bí ngô. Rộng mênh mông bát ngát luôn. Thấy không? Quá nhiều người. Gọi là cánh đồng bí ngô. Rất là khác ở chúng ta bí ngô ở đây nó bự. Cái cây, những cái cây bự. Wow, quá nhiều luôn, đúng rồi con. À, rất là tuyệt vời đúng không các bạn, rất là tuyệt vời. Mình sẽ quay những cái thước phim khác hấp dẫn hơn cho các bạn xem nhé. Rất là tuyệt vời. Rất là nhiều gia đình. That's a good idea. Pumpkin binocular. What about? Is this a nice round one? We'll give it a bath. Does that look like a scary one? Sẽ gặp các bạn lại sau nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.